Ngày hội văn hóa du lịch vùng cao Na Hang gắn với liên hoan nghệ thuật quần chúng toàn tỉnh năm 2018 được tổ chức tại các xã Hồng Thái, Đà Vị, Côn Lôn của huyện Na Hang từ ngày 13 đến ngày 14 tháng 10 năm 2018 với nhiều hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể thao, giới thiệu văn hóa ẩm thực và các sản phẩm du lịch đặc sắc. Trong chuyến hành trình khám phá đến với Na Hang ngày hôm nay, chúng ta sẽ cùng hòa mình vào ngày hội đặc sắc này nhé. Quý vị và các bạn, ngày hội văn hóa du lịch vùng cao Na Hang là một sự kiện quan trọng của huyện Na Hang để quảng bá và giới thiệu những nét đẹp văn hóa cũng như tiềm năng du lịch của huyện vùng cao Na Hang tới đông đảo du khách thập phương. Và lúc này đây thì rất đông người dân cũng như du khách đã có mặt tại xã Hồng Thái, huyện Na Hang để tham dự vào lễ khai mạc. Cách thị trấn Na Hang gần 50 km, xã vùng cao Hồng Thái nằm tròn von trên các đỉnh núi cao, quanh năm mây phủ. Xã rộng trên 1.600 hectare nhưng chỉ có 312 hộ với 1.564 nhân khẩu. Chủ yếu là đồng bào Dao, Mông sinh sống ở 7 thôn. Tuy dân ít hơn các xã khác trong vùng nhưng bà con ở khá tập trung thành làng bản với bản sắc văn hóa, phong tục tập quán, tín ngưỡng vô cùng phong phú. Hồng Thái có cảnh đẹp 4 mùa. Mùa xuân rực rỡ sắc hoa mận, hoa lê, bạt ngàn núi rừng. Mùa hè, những thửa ruộng bậc thang đẹp tựa thảm lụa vắt ngang lưng đồi. Khi tiết thu về, từng thảm lúa chín vàng óng trên những ruộng bậc thang lớp lớp, sóng tỏa hương. Còn mùa đông, Hồng Thái thật huyền ảo, mây xả xuống từng vạt rừng, từng nóc nhà. Hồng Thái đã được Ủy ban Nhân dân huyện Na Hang quy hoạch vùng sản xuất rau an toàn với diện tích hơn 15 hectare phục vụ nhu cầu phát triển du lịch dịch vụ. Thôn Khâu Tràng của xã Hồng Thái là nơi biểu diễn dù lượn, thi theo khăn của đồng bào Dao Tiền, thi hái chè, thu hoạch lúa, đua xe đạp địa hình, tổ chức các gian hàng trưng bày, giới thiệu các sản vật, ẩm thực đặc trưng của bà con dân tộc vùng cao, cùng nhiều hoạt động văn hóa, thể thao hấp dẫn khác. Nằm ở độ cao trên 1.000 mét so với mặt nước biển, nên khí hậu nơi đây quanh năm mát mẻ, được ví như Sapa hay Đà Lạt của Tuyên Quang. Nhiệt độ trung bình 18,4 độ C, nơi đây có tiếng là mảnh đất với nhiều hoa thơm, quả ngọt như quả mận, quả lê. Thưa quý vị và các bạn, lúc này đây thì các bà, các chị đang rất say mê tham gia vào cuộc thi thêu khăn, những chiếc khăn tay, một nét văn hóa độc đáo của bà con dân tộc Dao Tiền ở xã Hồng Thái. Chị ơi, chị biết thêu khăn này lâu chưa chị? Vâng, biết từ lúc 13, 14 tuổi. Chị có biết là nguồn gốc của những chiếc thêu khăn này cũng như những cái họa tiết ở trên khăn có từ khi nào không ạ? Cái đấy là từ cái thời cha mẹ ngày xưa đã truyền ra cho con cháu thời bây giờ. Một bình thường thì chị sẽ thêu trong vòng bao nhiêu lâu thì sẽ xong một chiếc khăn này ạ? Cái này nếu mà thêu trực tiếp thì tầm 2 ngày mới xong được. Thế thì trong cuộc thi ngày hôm nay thì chúng ta sẽ thi theo luật thi như thế nào ạ? Theo luật thi là bấm theo giờ ạ. Một chiếc khăn hoàn thiện mà các chị đã vừa thêu xong, và trong thời gian mà ban tổ chức đưa ra thì các chị sẽ phải hoàn thiện những cái họa tiết truyền thống ở trên những chiếc khăn tay như thế này. Và như quý vị và các bạn đang nhìn thấy, đây là một chiếc khăn đã hoàn chỉnh ạ. Một hoạt động thu hút rất đông đảo người dân cũng như là du khách ở nơi đây đó chính là cuộc thi hái chè. Và chè ở Hồng Thái đặc biệt thơm ngon bởi khí hậu trong lành và quanh năm mát mẻ. Ngay bây giờ thì chúng ta sẽ cùng đến và tìm hiểu về cuộc thi hái chè của bà con nhé. Chị ơi, cuộc thi hái chè này của mình thì luật thi như thế nào ạ chị? Luật thi là gồm có 4 đội, mỗi đội 3 người. Và nếu mà đội nào mà hái được chè nhiều hơn và đẹp thì sẽ giành được giải nhất. Thế thì như thế nào gọi là hái chè đẹp hả chị? Hái chè đẹp là mình phải hái đúng một tôm hai lá.
Một tôm hai lá. Vâng. Nghĩa là hai lá với một cái ngọn chưa ra lá. Dạ. Chị ơi, nhưng mà những cái cây chè cổ thụ cao như thế này thì làm như thế nào để mình có thể trèo lên hái được ạ? Tại vì bà con ở trên này thì đã hái chè quen rồi, cho nên là nếu mà muốn hái chè cao này phải trèo lên. Dạ. Thế thì bây giờ tất cả mọi người chúng mình đã chuẩn bị sẵn sàng để tham gia cuộc thi hái chè chưa ạ? Sẵn sàng. Và chúc cho các chị sẽ hái được thật nhiều chè nhá. Vâng. Vừa hát báo dung một nét văn hóa rất độc đáo của bà con nơi đây. Mặc dù là các cây chè cổ thụ thì rất là cao, tuy nhiên thì không cần có thang, các chị vẫn có thể trèo lên đó và hái được. Bởi vì đây là một công việc thường ngày mà bà con nơi đây vẫn thường xuyên tham gia và ngày nào các chị cũng vẫn làm như vậy. Cuộc thi gặt lúa cũng là một trong những hoạt động trong ngày hội văn hóa Na Hang. Những thửa ruộng bậc thang vàng óng đã đến dịp thu hoạch và các đội thi sẽ xuống cánh đồng, chọn những bông lúa mẩy, gặt và đập lúa ngay tại cánh đồng ruộng bậc thang. Ở phía dưới những thửa ruộng bậc thang thì lúc này những bông lúa đã chín vàng và các chị thì đang say mê tham gia vào cuộc thi gặt lúa, một trong những hoạt động của ngày hội văn hóa du lịch vùng cao Na Hang. Trong mỗi chúng ta cũng đều muốn được bay lên cao, được làm chủ bầu trời. Nhưng điều tôi muốn nói không phải là việc bay trên những cỗ máy, mà là việc cảm nhận từng luồng gió, từng đợt không khí và tất cả chỉ có ở trong bộ môn thể thao dù lượn. Quý vị, thưa các bạn, để hiểu rõ về bộ môn dù lượn thì ngay bây giờ chúng ta sẽ cùng trò chuyện với anh Võ Quốc Thắng, chủ nhiệm câu lạc bộ dù lượn Hà Nội. À, vâng ạ, chào anh ạ. Anh ơi, bây giờ chúng ta để có thể cất cánh dù thì phải cần chuẩn bị những cái gì về trang thiết bị cũng như là tư trang và những cái kỹ năng cần thiết ạ? Trong môn dù lượn thì các bạn muốn chơi thì cần những cái thiết bị mấy thiết bị tối thiểu như sau. Thứ nhất là cái cánh dù.
Thứ hai nữa, cái đai ngồi, cái cánh dù nó có tác dụng là nâng người mình lên, và cái đai ngồi thì để kết nối giữa phi công và cánh dù. Ngoài ra thì các bạn cần có những thiết bị như là thiết bị điện tử để đo độ cao, thiết bị radio để liên lạc với cái bãi cất cánh và bãi hạ cánh. Ngoài ra thì giày và mũ bảo hiểm cùng với những cái áo để có thể chịu được gió hoặc là giữ ấm cho cơ thể. Đấy là những thiết bị tối thiểu. Vậy thì ai có thể tham gia được cái bộ môn thể thao này ạ? Thực ra thì ở trên thế giới thì có rất nhiều phi công từ những cái lứa tuổi 13, 14 đến những cái lứa tuổi 70, gần 80. Tôi đã từng chứng kiến những cái có những cái bạn phi công người Nhật tới 75 tuổi các bạn vẫn chơi môn này. Thì thực ra nó cũng không quá đặc biệt, nhưng mà chỉ cần bạn có cái sức khỏe tốt và cái thần kinh có thể chịu được khi mình ở trên cao. Vậy thì anh ơi, tại sao ngày hôm nay mà câu lạc bộ dù lượn Hà Nội của mình lại lựa chọn Hồng Thái Na Hang là một địa điểm để mà mọi người cất cánh và trải nghiệm cái bộ môn thể thao này tại đây ạ? Môn thể thao dù lượn thì ở một góc độ nào đấy nó là một môn thể thao mạo hiểm, nhưng mà nó có một cái tính tập trung quần chúng và sự chú ý rất là tốt, và nó có một điều kiện hỗ trợ và phát triển cái du lịch cộng đồng rất là nhiều. Chính vì vậy nên là chúng tôi kết hợp cùng với Ủy ban Nhân dân tỉnh Tuyên Quang, Ủy ban Nhân dân huyện Na Hang kết hợp cùng để làm cái sự kiện du lịch tại Hồng Thái. Trong cái đợt này thì ngoài trong một chuỗi sự kiện thì có cái sự kiện là bay dù tại Hồng Thái để phục vụ bà con xem và chiêm ngưỡng. Chắc chắn là anh đã trải nghiệm rất nhiều những cái cung đường bay như thế này rồi đúng không ạ? Vậy thì ngày hôm nay khi mà bay trên bầu trời của xã Hồng Thái này thì cảm giác của anh như thế nào ạ? Hồng Thái có thể nói là một trong những điểm mà bay mà đẹp nhất mà chúng tôi đã từng bay. Nó có cái điều kiện về thời tiết rất là thuận lợi để bay dù. Tôi lấy ví dụ như hôm nay, gió rất là ổn định, dao động trong vòng 2-3 mét một giây, thẳng từ hướng ngoài, từ ngoài vào núi. Thực ra đây là một cái điều kiện lý tưởng nhất cho dù lượn để có thể bay được, bởi vì khi chúng tôi bay ra ở trong điều kiện gió như thế này, chúng tôi có thể lượn trên cao và dù nó không bị giảm độ cao xuống. Vậy ạ. Và có thể bay đến bao giờ mình chán mình xuống thì mình xuống thôi. Thế cái cảm giác mà ở trên bầu trời thì như thế nào hả anh? Bởi vì thực ra em cũng chưa bao giờ được bay như thế cả. Thực ra cũng hơi khó nói, nhưng mà mình có thể nói như thế này. Nếu như các bạn ở dưới mặt đất, các bạn suy nghĩ về công, về việc, về gia đình, rất nhiều các suy nghĩ. Nhưng khi các bạn lên trời là các bạn quên hết. Nằm trong các hoạt động của ngày hội, huyện Na Hang đã tổ chức trưng bày các gian hàng ẩm thực, quảng bá du lịch và đặc sản địa phương đến du khách. Đến với các gian hàng ẩm thực lần này của huyện Na Hang, du khách không chỉ được thưởng thức các món ngon đã được chế biến sẵn, mà còn được giới thiệu về các nguyên liệu từ núi rừng mà người dân đã dùng để chế biến những món ăn đặc sản riêng có, mang đậm chất văn hóa của người dân miền Sơn Cước này. Ngoài ra, cuộc đua mảng ngóc tại xã Đà Vị và đua xe đạp địa hình cũng là một trong những hoạt động đặc sắc tại lễ hội vùng cao Na Hang lần này. Để biến những cảnh quan thiên nhiên tươi đẹp
cùng với bản sắc văn hóa truyền thống thành những sản phẩm du lịch độc đáo, huyện vùng cao Na Hang, tỉnh Tuyên Quang đã tổ chức Ngày hội Văn hóa Du lịch Vùng Cao lần thứ nhất năm 2018 trong 2 ngày 13 và 14 tháng 10. Sự kiện quan trọng này với mục đích góp phần quảng bá mạnh mẽ về mảnh đất con người của địa phương đến với công chúng cả nước qua các phương tiện truyền thông đại chúng và qua chính sự tham gia, trải nghiệm của du khách đến với Na Hang trong những ngày này nhằm thúc đẩy du lịch của huyện phát triển lên một tầm cao mới. Ngày hội đã tạo được ấn tượng tốt đẹp trong lòng du khách, góp phần quảng bá tiềm năng, thế mạnh của huyện vùng cao Na Hang. Không chỉ riêng tôi mà chắc chắn các bạn đến với Na Hang cũng sẽ bị chinh phục bởi cảnh sắc và con người nơi đây. Nếu bạn chưa một lần đến với huyện vùng cao Na Hang của tỉnh Tuyên Quang thì còn chần chừ gì nữa, xách ba lô lên và đi thôi các bạn.